Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là địa phận xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Giới thiệu với quý vị, đây là một lô đất là 1 hecta. Đường ô tô nhé, ô tô đi được, đường đất thôi. Cách đường nhựa khoảng mấy trăm mét thôi. Và có điện 3 pha chỗ đường nhựa luôn. Chỗ này xung quanh người ta trồng trái cây này, có hệ thống tưới tự động này, điện nước các thứ đầy đủ này. Đấy, quý vị thấy đấy, bên cạnh này đấy, tưới tự động này. Đấy, tưới tự động này. Đây là trồng bưởi, bên cạnh kia người ta trồng mít này, đây người ta trồng mít này. Vườn của mình là trồng mít, trồng tiêu. Giá chào bán là 1,6 tỷ quý vị nhé, 1 hecta. Ai thích dùng điện năng lượng mặt trời cứ vào đây thì cũng gần, điện đóm ba phà ở đây rất gần. Tí nữa tôi sẽ quay cái video từ đây chạy ra đến đường điện ba pha để quý vị biết. 1,6 tỷ nhé. Đấy, thì đây con lô đất này 1 hect này, đất đai đây thì màu mỡ luôn đấy, trồng trái cây được tốt. Mình đi ra ngoài đi anh ơi, đi mình đi ra ngoài đi. Đấy, rào lưới B40 hết rồi quý vị nhé. Bên trong trồng mít, trồng tiêu. Đây, phía vườn đối diện người ta còn trồng nhãn này. Nhãn được ăn rồi nhá. Wow, nhãn to rồi đó. Đây, bứt được luôn này. Ra nhãn này. Rồi, ok. Đây, bây giờ mình đi ra này. Từ đây ra. Đấy, vườn nhãn này xa nhỉ? Đẹp lắm. Đấy, trong này trồng trái cây rất ngon lành luôn, 1,6 tỷ một hết thôi. Đây, đến đây đều đường nhựa đây, điện ba pha đây rồi. Đấy, chỉ khoảng hơn 100 mét thôi, 100 mét là đến rồi, đến điện ba pha của mình đây luôn. À, anh chờ em ra kia cái cột kia để em quay cái mã số của cột coi. Đây, điện ba pha đây quý vị này. Đó. Số 173XM. Rồi, chắc đi lên cái cột kia. Đây 473XM đây, 473XM392. À rồi đó, 473XM392. Rồi, vậy xin chào quý vị nhé, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.